Chào mừng anh chị em đã đến với kênh xe Hưng Hyundai. Nếu như anh chị em đang quan tâm đến xe cứu thương hay còn gọi là xe cấp cứu thì hãy xem video này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem xe cấp cứu tại Việt Nam có bao nhiêu mẫu, ưu và nhược điểm của từng mẫu xe cứu thương đó như thế nào, cũng như là sự lựa chọn xe cứu thương thông thường chúng ta sẽ chọn như thế nào cho đúng. Anh chị em có nhu cầu hãy mua xe ủng hộ kênh qua số hotline 0909 789 104. Xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Mẫu xe cứu thương mà được nhiều người biết đến vì tổ chức hay cá nhân, các hội từ thiện hay các bệnh viện thường hay sử dụng đó chính là Hyundai Stelvio. Tiếp đến đó chính là Toyota 16 chỗ được cải tạo thành xe cấp cứu. Và đứng thứ ba đó chính là Ford Genesis 16 chỗ được cải tạo thành xe cứu thương. Và một mẫu xe mới gần đây được ra mắt từ lúc mà Covid bắt đầu hoành hành đó chính là Hyundai Solati. Hyundai Solati trước đây cũng chỉ có bản 16 chỗ, nhưng sau này Hyundai thành công đã làm thêm một bản, đó là bản Solati cứu thương. Như vậy, chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn về xe cứu thương. Và các phiên bản mà 16 chỗ cải tạo lại thì thông thường sẽ chỉ có là động cơ là máy dầu. Riêng Hyundai Stelvio thì sẽ có thêm là động cơ máy xăng và động cơ máy dầu. Và ngoài ra, với 4 mẫu mà chúng ta thường thấy này thì sẽ có thêm một số mẫu của một số công ty khác nhập khẩu hoặc là lắp ráp ở Việt Nam. Như có thể là Ford nhập khẩu này, hay là Mercedes nhập khẩu, Mercedes nhập khẩu, hoặc là Iveco của Taco, đó là một số mẫu xe khác. Nhưng đây là 4 mẫu xe mà Hưng muốn gửi đến mọi người ngày hôm nay vì đây là những mẫu xe mới nhất và cũng như là được nhiều khách hàng quan tâm sử dụng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết mẫu xe đầu tiên. Mẫu xe số 1, Hyundai Stelvio cứu thương. Đây là mẫu xe được cải tạo lại từ xe 9 chỗ nên Hyundai Stelvio cứu thương sẽ có ngoại hình sẽ nhỏ hơn các mẫu xe còn lại. Vì sao Hyundai Stelvio cứu thương lại được nhiều khách hàng lựa chọn? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên về giá, Hyundai Stelvio cứu thương sẽ có giá từ 680 triệu đến 760 triệu. Đây là một cái giá rất là rẻ đối với mẫu xe được nhập khẩu 100% từ nước ngoài so với các mẫu xe cứu thương khác. Chi phí vận hành thấp và kinh tế, xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc nên có nhiều khi chúng ta phải đợi hàng về có thể là đến mấy tháng, đó là nhược điểm của dòng xe nhập khẩu. Về kích thước, do xe được lấy từ mẫu xe Stelvio 9 chỗ nên kích thước nhỏ hơn các mẫu xe còn lại. Vì các mẫu xe còn lại được lấy từ xe 16 chỗ cải tạo nên về mặt linh hoạt cũng như là di chuyển thì Hyundai Stelvio cứu thương là một lợi thế so với các đối thủ. Cụ thể kích thước như sau: Hyundai Stelvio cứu thương có chiều dài 5,125m, cao 1,920m, rộng 1,925m. Động cơ cũng là điểm mạnh của Hyundai Stelvio cứu thương, được trang bị động cơ xăng hoặc động cơ dầu tùy theo khách hàng lựa chọn. Hyundai Stelvio cứu thương được thiết kế với 3 chỗ ngồi ở khoang lái, băng ghế, khoang bệnh nhân, tổng có 5 chỗ ngồi và 1 chỗ nằm. Hệ thống giảm sóc của Hyundai Stelvio cứu thương giúp xe êm ái hơn so với các mẫu xe cứu thương khác nhờ hệ thống giảm sóc phía trước sử dụng MacPherson, phía sau sử dụng liên kết đa điểm. Còn các mẫu xe khác do sử dụng xe thương mại, xe khách cải tạo lại nên chủ yếu phía sau sử dụng là lá nhíp. Xe có khoảng sáng gầm là 190mm, đây có thể nói là khoảng sáng cao nhất so với các mẫu xe khác. Khoảng sáng gầm này giúp cho chúng ta đi địa hình tốt hơn cũng như là đi đường ngập nước sẽ tốt hơn rất là nhiều. Trang bị cứu thương trên Hyundai Stelvio sẽ được trang bị như thế nào? Trang bị về cứu thương thì Hyundai Stelvio sẽ được trang bị một cán di động và một cán phụ, bình oxy, đèn trần khoang bệnh nhân, tủ chứa dụng cụ y tế, bình cứu hỏa, đèn ưu tiên kiểu đèn quay 192 phụ, còi đèn ưu tiên âm ly, giá che truyền dịch, hộp chứa dụng cụ y tế, đèn soi bệnh nhân kiểu ray trượt. Hyundai Stelvio cứu thương nổi bật mẫu xe có quạt thông gió ở phía khoang bệnh nhân cũng như là hệ thống điều hòa phía sau riêng giúp cho hệ thống không khí luân chuyển dễ dàng hơn và tốt hơn. Đối với thiết kế khoang bệnh nhân riêng biệt so với khoang tài xế sẽ giúp tài xế an toàn hơn khi vận chuyển bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh nhân Covid. Mẫu xe số 2 chính là Toyota. Toyota 16 chỗ cải tạo thành xe cứu thương. Riêng giá xe Toyota 16 chỗ đã có giá là 1 tỷ 176 triệu. Đây có thể nói là mẫu xe đắt nhất trong các mẫu xe được cải tạo thành xe cứu thương. Mẫu xe này không còn xa lạ gì ở Việt Nam vì đã được sử dụng khá là nhiều năm trong các cơ sở y tế. Mẫu xe được nhập khẩu và bán cho khách hàng tự cải tạo thành xe cứu thương. Đây chính là một trong những lý do những chiếc xe cứu thương sau này của Toyota càng thấy ít trên thị trường vì không phải khách hàng nào cũng có khả năng tự chuyển đổi mục đích sử dụng xe từ 16 chỗ thành xe cấp cứu. Về kích thước, xe có chiều dài 5,915m, rộng 1,950m, cao 2,280m, khoảng sáng gầm xe 185mm. Xe sử dụng hệ thống treo phía trước MacPherson, phía sau sử dụng lá nhíp. Có thể nói, trong các mẫu xe được cải tạo thành xe cứu thương, mẫu Toyota có trang bị an toàn cao nhất trong phân khúc, gồm có những trang bị như sau: hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp PA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đây là những trang bị an toàn mà các mẫu xe cải tạo khác không có. Về trang bị y tế dành cho xe thì tùy thuộc vào độ đầu tư của chủ sở hữu. Thông thường xe cũng được trang bị gói y tế khoảng 100 triệu, gồm các trang bị như sau: đèn dài loại lớn, đèn tròn hai cái ở phía sau trên nóc mui xe, âm ly micro có đèn còi ưu tiên phát loa,
bình oxy, có đồng hồ, cán chính và cán phụ, tủ để máy móc vật dụng y tế, móc treo truyền dịch, có dây trượt, ổ cắm điện 12V nhận tẩu thuốc, bộ chuyển đổi nguồn 12V ra 220V, vách ngăn composite có cửa lùa so với khoang tài xế, đề can chữ thập 3M, ngoài xe mẫu cơ bản và giấy tờ cải tạo. Mẫu số 3, Ford Transit. Ford Transit nổi tiếng nhiều năm với mẫu xe trong phân khúc xe thương mại vận tải 16 chỗ. Hiện tại Ford Transit được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản tiêu chuẩn trang bị thêm, cao cấp với giá lần lượt là 798 triệu, 805 triệu, 845 triệu. Ford Transit được cải tạo thành xe cứu thương với giá 900 triệu. Phiên bản được lấy để cải tạo thành xe cứu thương đó chính là phiên bản tiêu chuẩn được trang bị thêm. Về thông số kỹ thuật, xe dài 5,780m, rộng 2m, cao 2,360m, khoảng sáng gầm 165mm. Đây có thể nói là mẫu xe có khoảng sáng gầm thấp nhất trong các mẫu xe cứu thương. Xe được sử dụng động cơ dầu, hệ thống treo phía trước sử dụng treo độc lập, lò xo thanh xoắn và ống giảm chấn thị lực. Về phía sau sử dụng lá nhíp với ống thị lực giảm chấn. Về thiết kế, Transit cứu thương cũng được thiết kế với hai khoang riêng biệt, khoang tài xế với 3 ghế ngồi, khoang bệnh nhân có 2 khu vực, một khu vực dành cho y bác sĩ, một khu vực băng ghế dành cho người nhà bệnh nhân. Trang thiết bị y tế cải tạo dành cho xe như sau: đèn dài 2m màu xanh đỏ loại lớn, đèn tròn 2 cái phía trên phía sau nóc xe, âm ly micro với 6 tiếng còi ưu tiên các loa, bình oxy 7 lít kèm đồng hồ, cán chính và cán phụ, kệ tủ đồ để máy móc dụng cụ y tế composite, móc treo truyền dịch với dây trượt, hai ổ cắm điện 12V dạng tẩu thuốc, hai bộ chuyển đổi nguồn 12V ra 220V để sử dụng các thiết bị y tế khác. Vách ngăn composite với cửa lùa thông với khoang tài xế. Băng ghế 4 người có thể gấp lên được. Dán phim cách nhiệt tối màu, ghế bác sĩ riêng, đề can đỏ 3M. Ngoài xe mẫu cơ bản Simili, sàn giả gỗ chống cháy, giấy tờ cải tạo. 4. Hyundai Solati cứu thương. Đây là mẫu xe mới nhất của Hyundai cải tạo thành xe cứu thương. Điểm đặc biệt nổi bật của Hyundai Solati cứu thương đó chính là có hai phiên bản, loại 1 băng ca và loại 2 băng ca, hay còn gọi là 1 giường và 2 giường. Xe được cải tạo từ bản 16 chỗ thì sẽ tùy theo từng đợt, có thể lấy là bản bay để cải tạo hoặc là lấy bản tiêu chuẩn 16 chỗ để cải tạo. Xe có kích thước dài 6,195m, rộng 2,038m, cao 2,760m, khoảng sáng gầm 185mm. Tốc độ tối đa có thể di chuyển 170km/h. Xe được sử dụng động cơ dầu 2.5 lít turbo. Hộp số được trang bị là hộp số 6 cấp số sàn. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực có hỗ trợ chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống treo trước sử dụng là hệ thống treo MacPherson, phía sau được sử dụng là lá nhíp. Về trang thiết bị y tế dành cho xe gồm có đèn dài 2 màu xanh đỏ loại lớn, đèn tròn 2 cái phía sau trên nóc mui xe, âm ly micro với 6 tiếng còi ưu tiên, phát loa, bình oxy 7 lít kèm đồng hồ, cán chính và cán phụ, kệ tủ để máy móc vật dụng y tế chất liệu composite, móc treo chai truyền dịch có dây trượt, hai ổ cắm điện 12V nhận đầu thuốc, hai bộ chuyển đổi nguồn 12V ra 220V, vách ngăn composite có cửa lùa thông với khoang tài xế, hàng ghế băng 4 có thể gấp lên được, dán phim cách nhiệt tối màu, ghế bác sĩ, đề can 3M, ngoài xe mẫu cơ bản Simili, sàn giả gỗ chống cháy và giấy tờ cải tạo cho xe. Sau đây là so sánh nhanh về các mẫu xe Tarek, Solati, Transit và Toyota 16 chỗ cải tạo thành xe cứu thương, thì chúng ta sẽ thấy về chiều dài, Hyundai Solati có chiều dài 6,195m, đây có thể nói là chiều dài lớn nhất. Tiếp theo Toyota 5,915m, sau đó là Transit 5,780 và cuối cùng là Tarek 5,125m. Thì về chiều dài chúng ta đã thấy là xe Solati có chiều dài rất là lớn. Đặc biệt về chiều cao, Hyundai Solati có chiều cao lên đến 2,760m. Đây là chiều cao lớn nhất trong phân khúc. Tiếp theo đó là Transit, và Transit có chiều cao 2,360, sau đó là đến Toyota 2,280 và Tarek có chiều cao 1,920. Như vậy về khoang bệnh nhân nói chung cũng như khoang tài xế nói riêng thì Solati có cái khoảng không lớn, cộng với lại Solati có trang bị quạt thông gió ở phía trên nóc giúp cho không khí lưu thông dễ dàng hơn. Nếu như muốn chọn một chiếc xe cứu thương mà có không gian rộng rãi thì Solati là sự lựa chọn hàng đầu. Còn nếu như để chọn một chiếc xe cứu thương mà di chuyển linh hoạt, di chuyển ở những cung đường nhỏ hẹp thì Hyundai Tarek là sự lựa chọn hàng đầu trong các mẫu xe như Hưng vừa giới thiệu. Quý anh chị em muốn mua xe cứu thương mà chúng ta đang quan tâm đến động cơ xăng hay động cơ dầu, Hyundai Tarek sẽ có luôn sự lựa chọn là động cơ xăng và động cơ dầu. Còn các mẫu xe như là Solati hay Toyota cải tạo thành xe cứu thương hay Ford Transit cải tạo thành xe cứu thương thì chỉ có là động cơ dầu thôi. Như vậy Hyundai Tarek sẽ là một lợi thế khi chúng ta lựa chọn về động cơ, chúng ta có thể chọn động cơ xăng và động cơ dầu. Động cơ xăng thì duy nhất chỉ có Hyundai Tarek có. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn về giá. Thì thông thường mua bất cứ sản phẩm gì thì chúng ta cũng đều quan tâm đến là giá là bao nhiêu, xuất xứ như thế nào, đặc biệt mua xe. Để mua một chiếc xe nhập khẩu mà giá rẻ thì nó rất là hiếm và khó tìm. Hyundai Tarek là mẫu xe cấp cứu được nhập khẩu và có giá rất là hợp lý. Giá chỉ hơn 600 triệu, giá máy xăng là 680 triệu, máy dầu là 760 triệu.
Còn các mẫu xe còn lại, Solati, Toyota cải tạo xe cứu thương, Ford Genesis cải tạo thành xe cứu thương thì đều có giá tính tầm gần 1 tỷ đến trên 1 tỷ và xe lắp ráp, chứ còn xe nhập khẩu là phải trên 1 tỷ. Như vậy chúng ta thấy, nếu gọi là phân vân về giá hay chúng ta lựa chọn xe thông qua giá thì Hyundai Starlet sẽ là một cái mẫu xe hợp lý nhất với giá chỉ hơn 600 triệu. Lựa chọn xe theo thương hiệu, 4 mẫu xe mà Hưng vừa giới thiệu với mọi người là thuộc sở hữu của 3 thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới. Đại diện của Hyundai Hàn Quốc là có Hyundai Solati và Starlet. Đại diện của thương hiệu Nhật là có Toyota. Đại hiệu của thương hiệu Mỹ là có Ford. Các thương hiệu này đều nổi tiếng là những mẫu xe đứng đầu về doanh số ở Việt Nam, cũng như độ bền bỉ và độ tiết kiệm nhiên liệu. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu nhanh về 4 mẫu xe cứu thương được bán nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Do Hyundai Solati mà là một mẫu xe mới của Hyundai thành công gia nhập vào thị trường này, cho nên chúng ta sẽ thấy còn rất là ít. Nhưng sắp tới đây, với số lượng sản xuất cải tạo nhiều thì chắc chắn Hyundai Solati sẽ là một mẫu xe cấp cứu có thể thấy ở trên đường rất là nhiều. Anh chị em có thắc mắc hay có muốn mua xe thì hãy liên hệ Hưng với số line 0909 789 104. Hãy bình luận bên dưới video cho biết anh chị em sẽ chọn mẫu xe nào trong 4 mẫu xe trên. Video của Hưng đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại anh chị em vào video lần sau. Tạm biệt.